Ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một cái bí quyết khá là đơn giản thôi. Cho bất kỳ anh em đội thi công mái ngói nào đó có thể chưa nhiều kinh nghiệm hoặc các gia chủ có thể xem để hiểu biết kiểm tra. Đó, nội dung đó là gì? Nội dung đó là chính là cái cách chia kèo, bố trí vị trí kèo như thế nào khi thi công mái Nhật các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi. Bạn nhé, hôm nay công ty cổ phần xây dựng Việt Úp đang có mặt tại căn biệt thự một tầng mái Nhật với cái diện tích mái ngói dự kiến của là 225 mét vuông mái. Và cái công trình này công trình của chú Quỳnh tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội. Căn biệt thự này có hệ kết cấu sử dụng là hệ hai lớp kèo mày lợp ngói với hệ khung kèo Erachert màu vàng ở đây. Đấy, đây là khung kèo Erachert rất đặc trưng, có màu vàng và có cái dập gân tăng cứng ở đây, các bạn nhìn thấy rất là rõ. Và cái loại ngói gia chủ sử dụng ở đây là ngói đất nung trắng men màu của thương hiệu Takao. Thế thì hôm nay anh em công ty cổ phần xây dựng Việt Úp đã tới thăm kiểm tra tiến độ thi công của công trình. Và hiện tại anh em mình đã nhận thấy là cái phần khung kèo, các đội nhân công của mình đã triển khai thi công lắp đặt 100% phần khung kèo rồi. Đó là xong rồi đó. Và dự kiến chiều nay thì ngói gia chủ sẽ cấp về để bên mình sẽ chuyển ngói lên đây. Và dự kiến ngày mai anh em mình sẽ bắt đầu lợp. Thời gian lợp của căn này 225 mét vuông mái khoảng độ 4 ngày gì đó thì anh em mình sẽ cố gắng để bàn giao công trình cho gia chủ để gia chủ đưa công trình vào sử dụng. Vậy thì trong nội dung ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách bố trí kèo, bố trí cái vị trí lắp đặt khung kèo khi thi công mái Nhật. Đó, vậy thì cái cách này sẽ áp dụng với cái lời khuyên hôm nay của mình sẽ áp dụng khi nào? Khi chúng ta đang thi công một căn biệt thự mái Nhật. Và ở đây mình sẽ chia sẻ ở một cái trường hợp đó là chúng ta thi công mà các cái mái ngói có độ dốc là đồng nhất với nhau, tức là cùng độ dốc hay là gọi là đồng dốc các bạn ạ. Đồng dốc tức là đây là gì? Cái mặt phẳng mái ngói bên này, bên mặt tiền đằng trước và mặt phẳng bên hông. Và các mặt đằng sau, tất cả các mặt phẳng mái ngói là chúng ta thi công gần như là cùng một độ dốc với nhau thì chính là thi công đồng dốc. Và mình sẽ chia sẻ các bạn cách bố trí kèo khi chúng ta thi công đồng dốc đối với căn biệt thự mái Nhật các bạn nhé. Hiện tại mình đang đứng ở trên đỉnh nóc của công trình ở đây. Đây các bạn nhìn thấy, đây chính là thành nóc này. Thành nóc này là thành cao nhất giữa hai mặt phẳng mái ngói. Đây là mặt phẳng đằng sau, đây là phía mặt phẳng mặt tiền và đây chính là đỉnh nóc. Và mình hiện tại đang đứng ở trên cái đúng vị trí đỉnh nóc này. Thế thì ở đây để triển khai các bước để chúng ta tạo ra một cái khung kèo mái ngói chuẩn với cái vị trí khung kèo mái ngói chuẩn cho một căn mái Nhật với phương án là mái đồng dốc thì sẽ gồm 10 bước cơ bản. Cái mình chia sẻ cái này nó khá là kỹ cho nên mình sẽ phân thành 10 bước, chứ còn nếu mà chúng ta nói đơn giản thì nó rất là nhanh thôi. Thì tuy nhiên là mình muốn làm một cái video nào đó để kết hợp cho các bạn, để các bạn có thể là cho dù là những người thợ hoặc là những gia chủ có thể hiểu rõ hơn một chút, vừa là có thể áp dụng để bên mình có thể triển khai, tự triển khai thi công, hoặc là cũng có thể giúp cho gia chủ có thể kiểm tra một chút, giúp cho gia chủ sẽ có một cái mái ngói chuẩn hơn. Đó, gia chủ khi mà người gia chủ mà cũng nắm được một vài cái kỹ thuật thi công cơ bản như này đó thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra cái mái ngói nhà mình làm sao cho nó là đẹp nhất để có thể đề nghị các bên em thợ thi công ấy, có thể thi công theo. Đó. Đấy, vậy thì việc đầu tiên chúng ta làm và bước đầu tiên chúng ta làm là chúng ta phải xác định rõ cái mái chính và mái phụ
nó sẽ như thế nào trong cái căn nhà như này. Thế đây căn 2 tầng mái, một tầng mái Nhật của chú Quỳnh ở đây, thì anh em khi bước lên kiểm tra anh em đã xác định rất là khá là rõ. Chúng ta xác định mái chính là nào. Mái chính ở đây sẽ gồm một cái mái nhà như này. Đây là góc mái chính thứ nhất này. Góc thứ hai của mái chính này. Đấy, chạy xuyên qua góc thứ ba của mái chính này. Đấy. Và mình sẽ đi sang vị trí bên phía bên này để chúng ta thấy rõ hơn các cái vị trí góc mái chính này sẽ như thế nào. Đấy. Đây, cái góc mái chính là góc thứ ba của mái chính. Một nhà là bao giờ có bốn góc nhà nhé các bạn nhé, bốn góc mái nhé. Và đây là góc thứ tư. Đấy, bốn góc nhà này sẽ tạo ra chúng ta sẽ có một cái kích thước, đó là hình chữ nhật các bạn nhé. Đấy, đấy là mái chính. Chúng ta phải xác định chính xác cái mái chính. Vậy thì sau mái chính sẽ là mái phụ. Mái phụ ở đây là sẽ như thế nào ở đây? Thì tùy căn mà nhà, mỗi căn nhà khác nhau có cái thiết kế mái khác nhau. Nhưng ở đây do gia chủ có cái phần đất nó hơi méo một chút, do đó bên mình kết hợp với gia chủ đề xuất cái phương án là chúng ta sẽ làm một cái mái phụ ở nơi góc để tạo cái điểm nhấn kiến trúc. Ngoài ra cái phần đất nó méo kia thì mình sẽ kết hợp để đặt bồn nước, khu đặt bồn nước và bình năng lượng mặt trời luôn. Đấy. Thì cái phần mái phụ ở đây chính là phần mái phụ này, nó sẽ là cái phần mái nổi ra. Thì các bạn cứ tưởng tượng coi như không có phần đặt bồn nước này đi thì cái phần mái nó văng bê tông nó sẽ chỉ đến đây thôi. Đấy. Đây chính là phần mái phụ này. Đấy, nó sẽ có một khoảng giật cấp ở đằng kia. Thì đây chính là mái phụ. Và ngoài ra sẽ có một mái phụ nữa, chính là mái sảnh. Đây các bạn, đây chính là cổng đi vào các bạn nhé. Đây là mái sảnh này. Mái sảnh này là sảnh giật cấp các bạn ạ. Sảnh giật cấp thì do đó nó sẽ có cái phần máng xối, nó thay vì là từ cái đỉnh dạ mái nó ăn vào mái chính này này, nó xuống đến hẳn chân mái. Nếu như là sàn đồng cấp nhưng mà giật cấp thì cái giường chân xối nó dừng lại ở kia. Đó, và sẽ mái sảnh kia, một đường mái sảnh nó sẽ ăn sâu dưới gầm của cái mái này. Đấy. Đây chính là cái mái sảnh. Đấy. Khi chúng ta xác định cái bước 1 đầu tiên là chúng ta xác định rõ cái mái chính và các mái phụ rồi thì chúng ta triển khai bước thứ hai. Bước thứ hai chúng ta sẽ, khi xác định được mái chính rồi, chúng ta sẽ đo hai cái cạnh góc của mái chính. Gồm có cạnh nào? Đây này chính là một cạnh thứ nhất này. Chính là chiều dài của mái này, các bạn nhìn thấy nhá. Đó. Chúng ta phải đo cạnh này. Ra một con số là bao nhiêu? Thì với công trình của anh chú Quỳnh ở đây thì công trình này cái phần dài này dài 14 mét các bạn nhé. Rồi, tiếp tục này. Đo cạnh ngắn là phải tính từ góc kia sang cái góc bên này. Thì với công trình của chú Quỳnh đây là 11 mét. Đấy, như vậy chúng ta đã xác định là hai con số, đó là con số 11 mét rộng. Tức là 11 mét này chính là chiều rộng của bụng kèo các bạn nhé. Cái bụng kèo này này. Đấy, các bạn nhìn thấy bụng kèo này không? Bụng kèo kèo tam giác thì cái bụng kèo này rộng 11 mét, ứng với cái phần chiều rộng nhà luôn. Đó. Và chiều dài nhà là 14 mét. Đấy là hai con số mà chúng ta phải xác định ở bước thứ hai. Bước thứ ba đó là gì? Đó là chúng ta sẽ chốt cái vị trí đầu kèo. Đầu kèo ở đây là cái vị trí mà sẽ đặt các cái kèo chính đấy, kèo đủ đấy các bạn nhé. Thì ở đây trong hệ mái thì đối với căn mái Nhật thì chúng ta sẽ có hai cái hệ kèo. Một là hệ kèo chính, kèo đủ. Cái kèo này là cái kèo nó sẽ có các đầy đủ kích thước hình tam giác. Đấy, nó sẽ gồm có các thanh bụng kèo này. Đấy, rất là đầy đủ nhá. Thanh cánh kèo này, rất là đầy đủ. Thanh cánh hai bên. Đấy, và có cái phần đỉnh nhọn. Thì đây chính là cái kèo chính và kèo có kích thước đầy đủ. Và cái dạng kèo thứ hai đó là dạng kèo thang. Đây, kèo thang. Cái dạng kèo thang này là sẽ áp dụng khi mà chúng ta đã phải thi công cái phần mặt hồi. Mặt hồi tức là nó vát vào cho nên là cái phần kèo này nó sẽ cụt đi, nó cụt phần đỉnh nhọn đi mà nó sẽ dạng hình thang. Đấy. Thế thì cái kèo chính này, vấn đề bước thứ ba ở đây là chúng ta phải chốt được cái vị trí kèo chính đầu tiên và kèo chính cuối cùng ở vị trí này. Đấy. Vậy thì kinh nghiệm thi công của bên mình triển khai đối với những căn biệt thự mái Nhật và có độ dốc là đồng dốc. Đồng dốc tức là đồng dốc giữa mặt này vào này, thì chúng ta sẽ chọn vị trí, chốt cái vị trí kèo đầu tiên, cái kèo chuẩn, cái kèo đủ đầu tiên là phải, là cái bước này là rất là quan trọng. Thế thì cái mẹo khi mà chúng ta chốt cái phương án làm đồng dốc rồi thì cách chọn vị trí đồng dốc cũng khá là đơn giản thôi, bằng cách là chúng ta lấy chiều rộng mái nhà nhá, chiều rộng của kèo ấy là 14 mét. Đấy, rồi sau đó chúng ta lấy đi trung điểm của 14 mét này. Đấy, xong từ trung điểm này chúng ta giật lùi lại ra phía sau này một khoảng đúng bằng một nửa cái chiều rộng của kèo là 14 mét. Đó, hay nói một cách đơn giản là chúng ta sẽ vạch trên cái sàn này một đường thẳng, và khoảng cách cái đường thẳng này đến cái mép ngoài cùng của mép ngói kìa là cách nhau một khoảng cách như này. Đấy, từ cái kèo đầu tiên đấy các bạn nhìn nào, cái kèo đầu tiên đây, cái đỉnh ngóc ở đây. Đấy, cái khoảng cách giữa cái đường thẳng này và cái đường mép ngoài này có khoảng cách bằng đúng bằng một nửa chiều rộng mái này. Đấy, thì vậy thì với cái nhà chú Quỳnh đây là chiều rộng từ này sang bên này, hai góc chiều rộng nhà 11 mét thì mình sẽ tạo ra một cái khoảng cách, cái vị trí của cái kèo lóc, cái kèo đủ đầu tiên là sẽ cách kia bằng đúng 11 mét chia đôi, tức là bằng 5,5 mét các bạn nhé. Đấy, đấy chính là vị trí của lóc kèo đầu tiên. Đó. Ngược lại chúng ta sẽ xác định thêm cái lóc kèo đủ thứ hai. Lóc kèo đủ thứ hai thì chúng ta sẽ xác định ở đâu?
thì chúng ta tương tự làm tương tự cái cách này như này. Thì chúng ta sẽ vạch ra đây một cái đường thẳng. Đường thẳng này chính là cái vị trí mà chúng ta sẽ đặt cái kèo đủ ở vị trí cái kèo cuối đấy. Thì khoảng cách cái này cũng tương tự được bằng một nửa cái khoảng cách chiều rộng của kèo tới 11 m, tức là cũng từ đây giật vào trong là 5 m 5, chúng ta sẽ chốt được vị trí cái kèo này. Đấy, thì sau khi chốt được vị trí đầu kèo này, lúc này chúng ta đã xác định được hai cái đầu kèo chính các bạn nhé, hai đầu kèo chính này. Đây đầu kèo thứ nhất này. Và kia đầu kèo thứ hai. Đó, chính là chúng ta đã hoàn thành bước thứ ba. Đấy, như vậy là sau khi chúng ta xác định được cái vạch trên cái sàn bê tông, xác định vị trí hai đầu kèo chính, thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện một cái phép kiểm tra, đó là bước 4, chúng ta sẽ kiểm tra các cái chiều dài đường nóc nó có đúng với thực tế cái kinh nghiệm thi công hay không. Thế thì cái mẹo kiểm tra đây là gì? Sau khi chúng ta vạch được hai cái kèo chính, vị trí hai kèo chính này rồi và cái kèo chính bên này rồi, thì chúng ta đo khoảng cách giữa hai cái vạch sơn vạch dấu ở trên sàn bê tông để xem rằng là nó có bằng đúng hiệu giữa cạnh dài của mái chính nhá, những chân ngói này, trừ đi là chiều rộng của chân ngói này. Đấy, các bạn hiểu không? Thế bằng đúng cạnh dài là 14 m của nhà trụ quỳnh, trừ đi 11 m là 3 m. Thì đây anh em mình vừa kiểm tra đo xong thì vị trí dựng kèo của anh em từ vị trí kèo này sang vị trí kèo này của hai cái kèo đủ đầu tiên ấy, và cuối cùng trừ đi nhau cũng là 3 m. Thì như vậy nếu chúng ta đã chính xác là 3 m như này thì tức là chúng ta đã lấy cái vị trí kèo là chính xác rồi. Cái việc kiểm tra như này thì nó không có ý nghĩa về mặt kỹ thuật thi công, nhưng mà tuy nhiên nó có ý nghĩa là nó sẽ đảm bảo cho cái việc thi công nó trở nên chính xác và chắc chắn, nó chắc chắn hơn. Trong quá trình thi công có rất nhiều cái rủi ro, vì do anh em thợ có thể nhớ nhầm, hoặc là do anh em thợ có thể đánh dấu nhầm cái vị trí, hoặc là cùng một điểm đánh dấu nhưng mà lại lúc sau lại quay lại cái mất điểm dấu, nó dẫn đến anh em có sai số. Thì cái việc chúng ta kiểm tra lại cái đường nóc này bằng đúng 3 m, đúng bằng hiệu giữa 14 m trừ 11 m, nó có tác dụng là giảm thiểu cái rủi ro sai số. Đó chính là bước thứ tư, là kiểm tra chiều dài nóc. Vậy thì sau khi chúng ta chốt được hai cái kèo đầu tiên và cái kèo cuối cùng là hai cái kèo đủ, chính là cái đường chiều dài đường nóc của chúng này chúng ta sẽ là bằng 3 m theo cái nhà của chú Quỳnh ấy, thì bước thứ tiếp theo là bước thứ năm, là chúng ta sẽ phải chia cái số khoang kèo để tính các cái kèo chính này, tính số lượng kèo chính mà chúng ta cần dựng. Thì với chiều dài là 3 m, đấy, bằng đúng hiệu giữa cạnh dài và cạnh ngắn là 14 trừ 11 m. Thì lúc này với hệ thép nhẹ thì cái mức độ khung cả khoảng cách khung kèo ứng với loại mè là V32 nhé các bạn nhé, 32.55, và ứng với loại ngõ 9 đến 10 viên thì cái khoảng cách của nhà sản xuất đưa ra là có thể chịu tải được với khoảng cách kèo là 1.4 m các bạn nhé. Tuy nhiên rằng là bên mình sẽ tăng cường cái hệ số an toàn lên cho công trình, gia chủ thì bên mình sẽ thường thường sẽ quy định số kèo nó dao động trung bình 1.2 m thôi. Đấy. Thế thì với chiều dài 3 m như thế này thì phương án đưa ra chúng ta sẽ chia làm 3 khoang kèo. Mỗi khoang kèo trung bình là 1 m, tức là 1 m tức là hệ số nó quá an toàn đấy. Đấy, và khoảng cách 1 m như này là đây chỉ áp dụng đặc thù trong cái chiều dài đường nóc rồi ra. Nếu chúng ta chia 2 thì khoảng cách cái kèo lại 1.5 m lại vượt quá cái ngưỡng 1.4 m mất rồi. Đấy, thì bắt buộc lúc này chúng ta sẽ làm dư ra một chút, tức là chúng ta bố trí khoang kèo là 1 m thôi. 3 m chia vào 3 khoang luôn. Các bạn nhìn thấy rất rõ nhá. Một khoang này, hai khoang này, ba khoang. Trung bình mỗi khoang là 1 m. Đấy, như vậy chúng ta hoàn thành bước thứ 5 là chúng ta chia các khoang kèo để tính số kèo chính phải dựng lên. Đấy. Và lúc này chúng ta sẽ sang bước thứ 7. Chúng ta sẽ dựng các cái kèo chính lên. Thì lúc này chúng ta sẽ cắt các thanh cánh nhé các bạn nhé. Cắt thanh cánh này, cắt hai bên thanh cánh này, cắt thanh bụng này, cắt các thanh chống đứng, chống chéo này. Rồi chúng ta ráp kèo lên. Với ba khoang này chúng ta sẽ phải dựng 4 kèo nhé. 1, 2, 3, 4 kèo chính. Và 4 kèo này là 4 kèo đủ. Sau khi ráp kèo xong, 4 kèo xong đó, chúng ta sẽ dàn kèo ra và định vị nó trên công trình để dựng. Thì đây là một về cái biện pháp nghiệp vụ thôi, thì mình nó nói ra rất khá là dài cho nên mình sẽ chia sẻ cơ bản là như vậy. Cho nên chúng ta hoàn thành bước thứ 7, tức là chúng ta sẽ dựng các kèo chính là xong. Đấy. Sau khi chúng ta dựng các kèo chính thì chúng ta triển khai bước thứ 8, đó là chúng ta sẽ dựng các cái cánh ú, hay là gọi là các cái cánh híp. Ở miền Nam thì gọi là cánh híp các bạn ạ, còn ở miền Bắc thì có thể gọi là cánh chéo hoặc là cánh ú. Vậy cánh ú ở đây là với một căn mái Nhật với một cái mái chính, chúng ta sẽ dựng 4 cái cánh ú cho các bạn nhé. Từ cái vị trí kèo đủ đầu tiên đi về góc nhà chúng ta có một cánh này, từ kèo đủ đầu tiên đi đúng vào góc nhà có cánh thứ hai này. Đấy. Tương tự như vậy ở vị trí đầu kèo cuối cùng, kèo đủ cuối cùng về phía chân mái có một cái cánh ú thứ ba, và từ đầu kèo cùng về phía chân mái về một cánh ú thứ tư. Đấy, đấy chính là 4 cánh ú. Việc dựng 4 cánh ú này chúng ta sẽ hoàn thành bước thứ 8. Đấy. Và trong quá trình dựng cánh ú này chúng ta sẽ gia cố thêm các điểm chống để làm cho thanh ú này nó không bị biến dạng, không bị võng nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ dựng các cái kèo phụ. Cái kèo phụ này ý mình nói ở đây là chính là các kèo không phải là kèo đủ các bạn ạ, nó là kèo thang. Đấy. Thang tức là hình thang các bạn ạ. Đây, đây là cái kèo này, đây là cánh kèo này. Nhưng do phần này là chúng ta có một phẳng máy vát nên chúng ta phải cắt cụt cái phần kèo đủ ấy đi.
Đấy, nó sẽ còn dạng hình thang là cạnh đáy này, à cạnh trên này. Hay đáy nhỏ này, còn đây là đáy lớn này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Chúng ta sẽ dựng cái kèo thang và các vị trí kèo thang càng xa cái kèo chính, kèo đủ đầu tiên bao nhiêu thì cái kèo ấy càng hạ thấp độ cao bấy nhiêu, càng thoải xuống dưới, càng xa, càng đẩy lùi ra ngoài thì đương nhiên cái kèo ấy càng thấp. Thì đây là kèo thang thứ nhất. Đây là kia kèo thang thứ hai. Rồi, đó. Thì với cái nhà của chú Quỳnh ở đây với cái cánh mái này hơn 5 mét. Chiều rộng từ đây và đây là hơn 5 mét thì bên mình bố trí hai kèo thang các bạn nhé. Đây là kèo thang thứ nhất, đây là kèo thang thứ hai. Còn vị trí gần chân trống phía ngoài bên kia thì do cái chiều cao kèo nó rất là thấp, nó tầm dưới 1 mét thôi, anh em chỉ bắn cột trống thôi các bạn nhé. Đó. Thì đấy chính là dựng vị trí bước thứ 8, đó là dựng các cái kèo mái phụ. Đây là mặt hồi bên này, đây là một mặt hồi các bạn nhé, còn sang mặt hồi bên kia cũng tương tự là như vậy. Chúng ta sang bước thứ 9 các bạn ạ. Đó là gì? Chúng ta sẽ dựng nốt các mái phụ để làm sao cho đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. Thế thì ở đây là mái phụ, nó có hai dạng mái phụ các bạn nhé. Một mái phụ dạng thứ nhất là dạng đồng phẳng. Đồng phẳng tức là cái mái mặt phẳng mái chính và mặt phẳng mái trụ. Phụ là nối liền với nhau luôn. Và cái phần mái bên này nó sẽ khuyết và lúc này chúng ta sẽ có một xối thôi. Đấy, thì với căn biệt thự của chú Quỳnh này chúng ta sẽ có một cái mái phụ nó giật cấp cả mà hai bên, dẫn đến chúng ta sẽ phải có hai mang xối. Đấy. Vậy thì chúng ta dựng kèo mái phụ này như thế nào thì ở đây mình cũng sẽ lưu ý các bạn đó là gì. Nguyên tắc khi chúng ta làm đồng dốc chúng ta cũng sẽ làm tương tự như làm máy chính thôi. Chúng ta có thể làm hai phương án, một là phương án chúng ta dựng từ cái mép ngoài của bê tông, chân ngói của máy phụ giật vào trong cũng đúng bằng một nửa chiều rộng mái. Cách thứ hai đó là gì, chúng ta cũng có thể là làm để làm sao cho cái đường xối này và các đường híp này song song với nhau. Thì ở đây mình nhấn mạnh các bạn là giữa cách dựng máy phụ cũng giống như cách dựng máy chính thôi. Đó. Với trường hợp mà làm hai xối, máy phụ hai xối nhá, giao với máy chính có hai xối thì chúng ta dựng cũng khá là đơn giản. Nhưng làm thế nào đó để làm sao cho cái đường xối và cái đường híp này phải song song với nhau. Đấy là cái nguyên tắc cơ bản nhất khi chúng ta làm mái ngói thì làm như vậy nó mà hình ảnh cái phần khung kèo mái ngói với cái phần khuôn hình nó mới đẹp được. Đấy. Thì là chúng ta xong cái bước thứ 9. Đấy. Thế thì ở đây cái nhà gia chủ đây phần máy sảnh các bạn nhìn thấy các đường xối và đường híp rất song song với nhau luôn. Và khi làm song song như này thì đương nhiên là cái mặt phẳng của máy híp, cái máy phụ này nó sẽ song song với mặt phẳng của máy chính. Thì khi song song đấy thì cái phần mái giao nhau nó mới song song với nhau được. Rồi cách kiểm tra nó gì, chúng ta nhìn các cái thanh mè này. Nó chiều dài bằng nhau, như vậy là nó đang song song ấy. Và cuối cùng, bước thứ 10 đó là chúng ta sẽ bổ sung các cái cột chống hoặc là các cái chân phụ để làm sao cho khung kèo trở nên chắc chắn. Và trong đó thì chúng ta sẽ gia cố bằng các điểm bản mã để liên kết các cái bụng kèo với hệ thống trần bê tông. Đấy chính là bước thứ 10. Rồi sau đó chúng ta triển khai các bước tiếp theo, đó là giải ngói, à giải lito để triển khai đưa ngói lên thôi. Đấy, vừa rồi mình đã chia sẻ nhanh, rất nhanh với các bạn về 10 bước cơ bản nhất giúp chúng ta định hình các vị trí khung kèo, bố trí các vị trí kèo để làm sao giúp chúng ta có một căn mái Nhật chuẩn xác nhất, đẹp nhất. Và hệ khung kèo đây là hệ mái Nhật, ở đây là hệ mái Nhật sử dụng hệ khung kèo thép nhẹ các bạn nha. Và phương án mái là phương án mái đồng dốc. Rồi, nếu các bạn cảm thấy hay bấm nút like nhé và đăng ký kênh YouTube của bên mình. Và các bạn mong muốn một đơn vị thi công mái ngói chuyên nghiệp, các bạn có thể liên hệ hotline của mình ở đây là 0918433558 hoặc là có thể truy cập website vietroof.vn, hoặc các bạn để lại số điện thoại thì bên mình sẽ liên hệ các bạn để tư vấn cho các bạn một giải pháp thi công mái ngói tốt nhất, chuẩn nhất và đẹp nhất và tiết kiệm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.